Xin chào quý bà con, chào mừng quý bà con đã quay trở lại với kênh của siêu thị vật tư nông nghiệp Agishop. Thì nay cửa hàng em sẽ giới thiệu tới quý bà con sản phẩm thuốc trừ cỏ khai hoang Q7 150L. Thì sản phẩm này đang khá là thông dụng ở trên thị trường, thay thế được cho gốc cỏ lưu dẫn glyphosate và cỏ cháy paraquat cũ. Thì đây là chai thuốc cỏ khai hoang Q7 của công ty cổ phần BMC Việt Nam. Thì trên chai có dán tem chống hàng giả nên bà con yên tâm mua dùng, không sợ mua phải hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Thì thuốc có hoạt chất là glufosinate ammonium 150g trên lít, cơ chế tiếp xúc thấm sâu là thuốc diệt cỏ không chọn lọc, tiêu diệt triệt để được những loại cỏ khó trị nhất như là cỏ mần trầu, thà lài, rau chai, cỏ chanh, cỏ chỉ, các loại cỏ lá rộng và lá hẹp. Sau khi phun thì từ 3 đến 5 ngày cỏ chết khô hoàn toàn, nên không gây ảnh hưởng tới bộ rễ của cây trồng và không gây ảnh hưởng tới đất. Với một chai khoảng 700ml này thì bà con có thể xài được trong 100 lít nước. Nếu xịt phi thì mình xài 2 chai 700ml này trong một phi, xịt bình thì bà con xài liều lượng từ 150ml tới 250ml trong một bình 20 lít nước. Để thuốc có thể đạt hiệu quả tốt nhất thì em xin lưu ý tới bà con một số lưu sau đây. Lưu thứ nhất là bà con hạn chế phun trên những ruộng ngập nước thì sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. Thứ hai là mình không sử dụng nước phèn, nước đục để pha thuốc. Thứ ba, vì đây là sản phẩm dạng tiếp xúc nên khi phun xịt bà con cần xịt đẫm nước đều tay từ gốc tới ngọn, đảm bảo cho cây cỏ ướt đều thuốc, tránh cái tình trạng là mình phun thuốc không đều tay dẫn tới tình trạng là ngọn chết mà gốc vẫn tươi. Thứ tư, nếu sau khi phun 2 tiếng mà gặp trời mưa thì bà con cần phun xịt lại. Thì đây là một góc vườn mà nông dân xịt thuốc cỏ khi vậy bên em, cỏ chết rất là đẹp. Trên đây là một số chia sẻ mà siêu thị và tư nông nghiệp iShop muốn thông tin đến bà con, mong là video này sẽ hỗ trợ được bà con trong quá trình canh tác của mình. Phía cuối video, bà con hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của siêu thị vật tư nông nghiệp Agishop. Ngoài ra, bà con có thể nhấn nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất khi siêu thị vật tư nông nghiệp Agishop ra video mới. Xin chân thành cảm ơn quý bà con.